Xin chào anh em, mình xin tổng kết 5 cái điểm mình thích cũng như là không thích ở cái sự kiện Apple ra mắt iPhone năm nay. Mình sẽ tập trung vào phần cứng. Điểm thứ nhất mình không thích đó là cái Face ID nó vẫn không hỗ trợ cái việc người ta có thể mở khóa trong khi đeo khẩu trang. Thì đây là một trong những cái rất là khó khăn của người dùng iPhone trong cái lúc chúng ta vẫn phải đeo khẩu trang như thế này, và có lẽ là chúng ta phải đeo khẩu trang thêm 1 hoặc 2 năm nữa, nên cái việc mà không hỗ trợ đeo khẩu trang có thể mở khóa của Face ID sẽ gây khó khăn cho người dùng. Mình rất là mong muốn cái điều này, tuy nhiên nó không xảy ra. Ở cái phần ngược lại thì cái là mình thích nhất đó là cái Apple Watch Series 7 nó có cái viền mỏng hơn rất là nhiều. Do đó là tuy kích thước vẫn như là cái năm cũ nhưng mà cái màn hình nó to hơn khoảng 20%. Rất là nhiều, anh em sẽ thấy được cái màn hình nó to hơn, thích cái hình nó to hơn, những cái nội dung hiển thị nhiều hơn, chữ nhiều hơn. Và bây giờ những cái nút nó có thể làm to hơn để anh em có thể thao tác với cái màn hình đó dễ dàng hơn. Điểm mình không thích thứ hai đó là cái camera tele ở iPhone 12 Pro và 12 Pro Max bây giờ đó là 77mm thay vì là 56mm như là của đời trước. Thì mình thấy là cái khoảng 56mm, tức là rất là tương ứng với lại cái máy full frame 35mm á, thì 56 là một khoảng rất là dễ chịu, mình có thể cầm một thứ là mình chụp vào trên tay như thế vậy hoặc là chụp mọi thứ nó dễ dàng. Trong khi 77mm á, thì nó rất là dài, chụp rất là thốn, coi như là chụp ở trong nhà sẽ rất là khó chịu. Do đó cái việc mà nâng lên 3x như vậy nó thuần túy mang cái tính chất marketing nhiều hơn là cái trải nghiệm thực tế của người dùng. Do đó là mình thấy cái việc làm này là không có tốt, không hiệu quả. Mình đã từng dùng cái 2x của iPhone cũng như những cái 3x của những thời Android khác, thì 3x hay 5x nghe nó có vẻ hấp dẫn hơn nhưng mà thực chất là nó không mang lại cái trải nghiệm tốt. Đó là cái việc Apple trang bị camera tele 77mm tương đương với lại 3x ở trên iPhone 13 Pro và 13 Pro Max. Mình thấy cái đó không ngon. Điểm mình thích thứ hai đó là iPhone 13 và iPhone 13 mini nó có cái camera chính có hỗ trợ chống rung quang học. Thì như vậy anh em có thể chụp phơi đêm hoặc là anh em có thể chụp chế độ night mode nó tốt hơn. Và bình thường anh em chụp hình thì nó hạn chế rung hơn. Và kết quả cuối cùng là chúng ta sẽ có cái hình ảnh nó đẹp hơn, rõ ràng hơn so với lại cái iPhone không có chống rung quang học. Một điểm nhỏ nữa là cái camera siêu rộng của nó hỗ trợ cái chụp macro, cũng là một trong những cái mang lại cái hình ảnh ấn tượng hơn. Điều thứ ba mình không thích đó là cái cụm camera vẫn quá to. iPhone 13 Pro hay là 13 Pro Max hoặc là kể cả iPhone 13 thường, 13 mini có cái cụm camera vẫn quá lớn. Mình muốn nói là cho dù cái cụm camera nó có cải tiến cỡ nào đi nữa về phần cứng thì nó cũng không thể nào mang lại được cái trải nghiệm camera tốt được, bởi vì cái giới hạn về kích thước của nó không thể vượt qua được. Nó không thể đưa một ống kính to như máy ảnh vô được. Tuy nhiên nó có thể giải quyết bằng cách là đưa cái AI nhiều hơn. Nhưng mà hiện tại Apple làm cho cái cụm camera nó to ra hơn nữa thì mình cảm thấy nó vừa nặng hơn, nó vừa thô hơn, và khi để cái camera cái máy iPhone ở trên cái mặt bàn đó thì nó bị cập kênh như vậy. Điều đó là mình không thích cái cụm camera nó to như vậy, không nhất thiết phải như vậy. Ở cái điểm đối diện đó, điểm thứ ba mình thích đó là cái màn hình của iPhone 13 Pro, 13 Pro Max nó có cái tốc độ làm tươi là 120Hz. Đây là một trong những cái mình mong muốn từ lâu rồi. Thì bây giờ cái chuyện mà xem nội dung ở trên cái màn hình iPhone nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ mượt hơn, và đặc biệt là anh em chơi game nó sẽ ngon hơn. Và cái giải pháp mà Apple đưa ra đó là nó thay đổi cái tốc độ làm tươi từ 10Hz cho đến 120Hz. Những khi nào chúng ta không cần thì nó không cần thiết phải nó làm tươi cao, do đó tiết kiệm pin hơn. Thì tổng thể cái giải pháp của nó là hiệu quả. Thực chất thì cái giải pháp này những hãng điện thoại Android khác cũng đã dùng rồi, nhưng mà hiện tại có trên iPhone 13 Pro và Pro Max thì mình thấy đó là một trong những cái rất là đáng ghi nhận. Điểm thứ tư mình không thích đó là cái độ phân giải của camera chỉ có 12MP. Nó rất là lâu rồi Apple giữ cái độ phân giải này. Có thể up Facebook thì đủ, nhưng mà đôi lúc chúng ta cần crop hình, đôi lúc chúng ta cần phải làm một cái việc gì đó. Thậm chí là bây giờ anh em thấy rằng là cái máy độ phân giải của cái màn hình á, 6K, 5K hay là TV 8K thì cái độ phân giải của cái camera chỉ có 12MP là quá ít.
Cho nên mình muốn nó phải là 24 gì đó thì sẽ hay hơn. Apple nên nâng cấp độ mình giảm lên chút xíu. Điểm thứ tư mình thích đó là cái pin của nguyên một cái hệ thống iPhone năm nay nó nhiều hơn. Thì đối với những anh em mà xài iPhone mini thì anh em sẽ có được dung lượng pin tốt hơn. Hoặc là anh em xài iPhone 13 thường á, nó nhẹ, nó gọn nhưng mà bây giờ pin nó lâu hơn rất là nhiều. Như vậy rất là đáng kể. Điểm cuối cùng mình không thích đó là Apple vẫn bán cái Apple Watch Series 3. Nó lạc hậu lắm rồi. Mình thấy rằng là chẳng hiểu sao Apple vẫn phải bán cái đó trong khi có thể bán cái Series 4 nhìn nó đẹp rất là nhiều. Đó. Tuy giá của nó chỉ có 200 đô nhưng mà nó mình thấy nó không đẹp. Đặc biệt là cái màn hình của nó vuông, nó xấu lắm. Cho nên là nếu mà anh em có suy nghĩ về cái chuyện mua cái Apple Watch thì anh em đừng mua cái Series 3. Rồi. Và điểm cuối cùng mình thích ở trong sự kiện hôm nay đó là iPad mini. Nó vẫn có kích thước rất là nhỏ gọn, là cái tablet nhỏ nhất của Apple. Tuy nhiên cái màn hình hiển thị của nó thay vì là 7 inch như đời trước, bây giờ đã lên 8.3. Giữa 8.3 và 7.9 nó không có nhiều. Tuy nhiên đối với cái tỷ lệ màn hình 3.4 thì nó rất là nhiều. Và bây giờ anh em có thể có một cái tablet nhỏ gọn mang theo người, nhưng mà nó là một cái iPad. Video này được tài trợ bởi Thế Di Động. Anh em muốn mua iPhone 13, 13 Pro hay 13 Pro Max, 13 Mini gì đó, anh em có thể mua Thế Di Động. Mình thấy đang có hỗ trợ giảm giá khuyến mãi giảm tới 3 triệu. Rồi, xin cảm ơn anh em.